欢迎继续收听你的月亮我的心。Tiếp tục hành trình câu cá bờ sông Phước Long. Không đâu, nó hàng đó đó. Nghĩ lợi cho em chìm phao luôn mà. Tiếp tục chưa? Dạ rồi. Có hàng nha bà con. Cả nhà ơi, có hàng nha cả nhà ơi. Đó, ăn đó. Phải việc đó thấy không? Chứ không? Phải không? Ồ, nó chừng chảy. Ồ, dính rồi bà con ơi. Ba em rồi, mới ra ba em rồi. Chế được phải không? Đây, hôm nay câu như đây cả nhà. Có mới cá đẹp của Phúc Khang về thả hồ rồi nuôi rồi. Còn này mới cá này Phúc Khang thả lại nha cả nhà. Câu giải trí nè, xong rồi thả. Mời cả nhà xem. Tới rồi thả từ từ đi. Thả lại nha các bạn, nửa lớn câu lại. 3 nha. Rồi tối rồi, về cả nhà ơi. Hẹn cả nhà clip sau nha. Cả nhà xem cho Phúc Khang xin một like, một đăng ký kênh, chia sẻ ủng hộ nha cả nhà. Cảnh đây, câu từ trưa tới giờ tới tối luôn rồi.